các bạn nhé, đây là con Maverick Road, mẫu xe bán siêu chạy luôn tại thời điểm này. Mẫu này hiện nay đang được lưu niết tại Nội Bài là 6.990.000. Cái mẫu này thì đang chuẩn bị để gửi đi cho khách. Hai khách, một con ở Hà Đông và một con ở Sóc Sơn. Con xe này là giá 6.990.000, các anh chị đã mua được con xe phanh dầu Shimano luôn nhé. 3.8 lít luôn. Cục của khóa hành trình này, cục nhôm này các anh chị này. Đó, đặc biệt là đùi đĩa xích líp đều là của đùi đĩa của Shimano luôn các anh chị ạ. Với tầm tiền này này, đầy đủ Shimano đây nhá. Về Shimano này, líp Shimano luôn, trời nhiều nó quá Shimano luôn này. Ở bên Mỹ con xe này chúng mình nó quá đẹp luôn. Xe màu rất là tươi, cho nên màu cam rất là đẹp luôn các anh chị ạ.